Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Winnie. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng mình, thì đừng quên nhấn nút đăng ký và quả chuông ngay bên cạnh để có thể cập nhật những video mới nhất của Winnie nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn kỹ thuật vẽ hoa hồng bằng màu nước. Để thực hiện mẫu vẽ hoa hồng bằng màu nước, chúng ta sẽ sử dụng bút vẽ thư pháp như thế này. Đầu tiên này, chúng ta sẽ dùng bút đã thấm nước này, tán nhẹ trên màu hồng tím. Sau đó, chúng ta vẽ một hình bán nguyệt làm tâm nhị của bông hoa hồng. Sau khi tán lên cánh của bông hoa hồng, chúng ta sẽ làm động tác này, hút bớt màu. Để viền cánh bông hoa hồng nhìn mong manh hơn và đậm ở đầu tâm của cánh bông hoa hồng, chúng ta cũng vẽ một hình bán nguyệt ôm vào tâm nhị. Sau đó tán cánh ra. Cánh sau vẽ to hơn cánh trước. Nhớ là cánh hoa hồng phải ôm tròn. Ta tiếp tục thực hiện kỹ thuật hút màu lại lên cọ để cho cánh hoa hồng có độ mờ nhạt. Chúng ta sẽ thực hiện xếp cánh chồng cánh, ôm cua theo vòng tròn của bông hoa hồng. Và tiếp tục thả màu, tán hình cánh. Dùng nước hút bớt màu ở cánh bông hoa hồng. Hút viền ngoài của cánh hoa hồng. Các bạn giữ lại các màu đậm, dồn phía bên trong của cánh hoa hồng. Như vậy nhìn cánh nó sẽ tự nhiên và sinh động hơn, có độ đậm, độ nhạt. Nếu trong quá trình vẽ các cánh hoa hồng, các bạn vẽ không được sắc nét hoặc độ ôm không được mềm mại, các cái đầu cánh nó hơi to, chúng ta có thể dùng kỹ thuật thấm một chút nước lên đầu bút. Sau đó chúng ta vuốt nhẹ và thấm vào giấy để cho cái đầu ngòi nó được khô. Sau đó chúng ta hút bớt nước đi. Như vậy chúng ta đã giải quyết được cái phần màu và làm cho cánh nó thon nhẹ hơn. Như vậy, mình vừa chia sẻ xong với các bạn cách vẽ hoa hồng bằng màu nước. Tiếp theo, mình sẽ vẽ một bông hoa hồng hoàn thiện khác. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn like, chia sẻ để mình có động lực ra thật nhiều video mới. Mọi thắc mắc về nội dung khóa học và góp ý, bạn có thể để lại comment. Mình sẽ giải đáp ngay và hoàn thiện nội dung trong các clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.